Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là tối ngày thứ sáu, ngày 6 tháng 6 2022 nha anh em. Mình đang lên một cái đèn JD UFO mà loại 500W nha. Để gửi tới cho anh Đặng Phú Tân ha. Anh thì anh Đặng Phú Tân nhưng mà người nhận là chị Như. Chị Như ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trường Thọ, Trường Xuân, Thới Lai, thành phố Cần Thơ ha. Thì anh này hôm bữa có liên hệ mình rồi. Thì cái nhưng mà điều trước đó anh đã mua đèn rồi, mua đèn của hãng khác. Thì bữa nay hôm bữa anh liên hệ thôi chứ anh chưa mua. Bữa nay anh quay là anh mua ủng hộ kênh miền Tây Solar ha. Cảm ơn anh Phú Tân rất là nhiều. Mình giới thiệu anh hai cái đèn UFO tại anh hỏi UFO anh em. Thì cũng nhiều anh em hỏi là UFO 250W đâu rồi không bán. Thì mình cũng thưa thiệt với anh em như thế này. UFO 250W đó là của MK và giá của em nó là 850. 850 là cách đây 3 năm rồi và cái giá đó đến ngày hôm nay nếu mình lấy cái UFO 250W đó mình bán thì không phải là 850 anh em, tại vì nó lên giá rất nhiều. Bữa nay nó lên gần cả triệu đó. Cho nên á là nếu mà nó lên giá như vậy á thì nó ngang với cái 500W này. Nó ngang giá với cái UFO 500W này. Vậy thì mình mới đưa ra lựa chọn là mình bán cái UFO 500W của Zindian này và mình ngưng bán cái UFO 250W của MK. Lý do là nó lên ngang bằng cái này rồi. Mà nó lên ngang bằng cái này thì mình mua cái này chứ mua cái đó gì anh em. Tại vì cái này cấu hình cao hơn cái đó mà giá là 950 ha. Đó, giá là nếu cái đó nó lên giá là ngang với cái này đó. Thì chúng ta quyết định là xài cái này nha anh em. Thì ở trên thị trường mình bán cái này 950 thôi. Chứ thực tế cái này là 1 triệu 2, giá đúng của nó là 1 triệu 2. Còn cái 1000W giá đúng là 1 triệu 4 50. Đó, còn mình đang bán cái 1000W chỉ có 1 triệu 130 ngàn thôi. Đó, rất là nhiều anh em hỏi mình tại sao mà bán rẻ vậy. Rồi này kia thì nói chung là mình đã trình bày với anh em rất là nhiều. Mình bán rẻ lý do là tại tại vì mình bán rẻ thôi. Đó, đơn giản nha, trả lời đơn giản nha, anh em chắc hiểu mà. Mình là đại lý rất là thân thuộc của công ty, có nghĩa là mình lấy công ty hồi đó giờ 3 năm nay mấy tỷ bạc rồi, cho nên nó đưa mình một cái công ty đưa mình vào liệt vào danh sách những cái khách hàng rất là đặc biệt và nó luôn luôn cho mình cái giá rất tốt, chiết khấu rất cao, mà mình nhận được cái giá tốt quá thì mình sẽ bán cho anh em giá tốt, vậy thôi, đơn giản thế. Còn bây giờ mình mà sàn ngang mình lấy ngang ở những công ty khác thì mình cũng vẫn mắc mắc thôi ha. Còn cái này là mình đang tranh thủ được giá tốt cho nên bán được cái giá tốt cho anh em. Đó, cho nên anh em đừng thắc mắc tại sao tháng nó bán giá tốt quá trời tốt. Hàng nó biết phải hàng giả không? Mình bán giá tốt mà hôm bữa có ông chú ngoài miền Bắc nói mình bán hàng giả luôn á anh em. Đó, ông chú nghi ngờ không biết mình gửi cho ông chú tại vì ông chú hồi đó giờ chưa biết cái đèn đó là thật hay giả. Cho nên là ông chú cầm cái đó trong tay ông chú cũng không có biết là giả hay thật. Cho nên là ông chú tưởng mình bán hàng giả, thấy mình bán rẻ quá đâu mọi người. Đó, tới vậy luôn á anh em. Thì thôi bây giờ mình trở lại với đèn đi. Cái đèn UFO này á là UFO 500W của Zindian ha. Đây cái thùng của nó này mọi người, là Zindian này. Đây hàng Zindian nha mọi người. Đó, chính hãng đàng hoàng nha anh em. Thì cái đèn này á, nó to vật quả luôn nha. Nó to hơn cái 1000W nha anh em. Cái đường kính của cái vòng tròn này từ đây qua đây nè là 6 tấc nha. Anh em có thể vẽ 6 tấc một cái vòng tròn với đường kính 6 tấc ra đất coi nó bự tới cỡ nào. Thì anh em biết là cái đèn nó bự như vậy nha, ở 6 tấc. Và ở trong đây nè, cái ống 62 anh em, ủa, ống phi 60 anh em chọt vào đây ha, phi 60 chọt vào đây. Rồi anh em dùng cái ba con bồ lon con tán này anh em siết lại thì nó sẽ cứng. Hôm bữa có anh kia nói không phải là phi 60 mà là phi 72. Thì anh em về nhà đo kỹ lại ha, mình lấy cây phi 60 mình chọt vô thấy nó hợp lý lắm. Còn 72 thì không biết nó như thế nào. Đó thì cấu hình của nó rất là lớn nha, đường kính tới 6 tấc nha anh em. Cấu hình của nó là nó có 840 con SMD5730 được chia làm 5 cụm đèn. Này ha, 5 cụm đèn nhưng mà trong mỗi cụm là nó có 4 cụm nữa. Vậy là 5 x 4 là 20, hết thảy là có 20 cụm đèn anh em. 20 cụm đèn được bố trí như thế này nè. Đó, bố trí đã ghê không? Rất là đẹp ha, đèn rất là to. Đó nha, có 5 cụm đèn, ở trong năm mỗi cụm là có 5 cái cụm nhỏ nữa. Vậy là 20 cụm đèn được bố trí. Và cái pin lưu trữ của nó là 20 Ah nha. Tấm pin sạc ở đằng sau đây là tấm pin 25W. Đây, tấm pin 25W anh em. Đó, tấm pin 25W nha. Và bộ pin lưu trữ là 20 Ah. Vậy thì số chiplet 840 thì không thể nào
mà nó bộ pin 20 mAh giờ nó chịu nổi sáng đêm. Cho nên đèn trang bị cho ông ta nút radar để khi mà gặp tình huống ví dụ như chó chạy ngang hay là ăn trộm thì nó mới sáng 100%, còn bình thường nó sáng 50% để bảo vệ pin nó không hết, để bảo vệ không hết pin anh em. Đó thì nó sáng theo kiểu radar đó thì cái đèn này cháy 2 3 ngày cũng không hết pin nữa. Còn anh em cho nó cháy 100% thì khoảng chừng 2 3 giờ sáng nó sẽ hết pin nha mọi người. Thì khi hết pin á nó sẽ mờ xuống 50% và nó cháy tới sáng nha. Đó mình phải nói rõ như thế. Nói chung là đèn UFO là cái nào cũng vậy hết trơn á, chứ không có cái nào sáng 100% mà tới sáng được hết á. Đó thì cấu hình bên ngoài thì anh em biết rồi ha, đó rất là đẹp. Đó, nhựa nguyên khối nha, nhựa nguyên khối. Những cái cụm đèn nè anh em, những cụm đèn. Đấy. Đấy, thấy không? Hôm bữa mình có đứng rảnh rảnh mình cộng tiền lại cho anh em nghe. Tấm pin 25 mAh giờ là mua 300.000. Mỗi cụm về anh em ra ngoài thị trường anh em mua là cũng khoảng là 150.000, 5 cụm như thế này là anh em thấy nhiêu rồi. Không, 150 một cụm vậy đúng rồi. Đó. Này nó bán lẻ, có bán lẻ luôn nha mọi người, 150 một cụm thì 5 cụm này cũng hết là nhiêu rồi. 750 rồi đúng không? Với tấm pin nãy 250 nữa là thấy bằng tiền đèn rồi. Đó, còn cái pin lưu trữ 20 mAh giờ bên trong á là nó là khoảng 200.000 nữa nha anh em. Đó rồi một cái khối nhựa như thế này nè. Đó rồi remote này, mạch sạc nè anh em. Đó, thì khi cộng lên anh em thấy là nó 1 triệu mấy rồi, thấy không? Nhưng mà mình đang bán cái bộ này chỉ có là 950 thôi. Anh em nhanh chóng mua hàng nha. Hàng quá chất, quá rẻ, quá ok. Anh em cộng hết đầu món lại. Nhiều anh em nói cộng ở cái cụm đèn này sao em nói tới 150 chứ vậy? Nhiều khi 200 luôn mọi người. Cái cụm đèn này rất là nhiều chip led nha. Hết 5 cụm này là 840 thì cái cụm này là gần 200 con chip led rồi. Đó, cái cụm này anh em ra ngoài mua đâu có dưới 150 đâu ha, nó có giá sẵn luôn mà. Đó, mình nói là đúng giá thị trường anh em mua thử trên Shopee Lada anh em biết nha. Đấy, thì cộng lại là cái đèn này thành ra mấy cái linh kiện cộng lại là 1 triệu mấy rồi, nhưng mà mình đang bán có 950 hả, anh em nhanh chóng mua hàng. Đó thì nhiều anh em nói cái phí ship nhiêu mình mới báo là 70 tới 80.000, anh em nói sao mắc vậy? Phí ship bình thường có 30.000. Thì phí ship 30.000 là anh em nhầm những cái món hàng khác rồi anh em. Nhầm những món hàng khác nha. Ví dụ như cái cuộn băng keo này. Cái cuộn băng keo này là phí ship của nó là 30.000 là có thể. Cuộn băng keo này nè anh em. Tại anh em thường mua hàng phí ship 30.000 là mấy cái cục nhỏ nhỏ giống vậy nè, giống vậy nè là 30.000 phí ship. Anh em nhớ nhầm. Thành ra cái đèn bự này anh em cũng tưởng 30.000 luôn mà không phải đâu, cái này phải 70-80 mới được. Tại sao? Thứ nhất là nó nặng, cầm không nổi luôn á. Thứ hai là nó bự. Đưa vô cái thùng như thế này nè, cái thùng bự dày nè. Từ từ đây qua đây á, là 6 tấc, từ đây đây là 6 tấc, vậy là 6 tấc vuông, cái thùng nó bự dày nè anh em. Đó thì làm sao mà phí ship 30 được đúng không? Nó phải cho shipper nó có đất sống anh em. Đó, anh em thường cứ nói ủa sao thường tao mua đồ 30 không mà sao mày ship tới 70 80. 30 là những cái cục nhỏ nhỏ vậy nè mọi người. Còn cái đèn bự như thế này, đưa vào cái thùng như thế này thì cái độ cồng kềnh của nó làm sao 30.000 nổi anh em ha. Đó, thôi bây giờ mình test đèn cho nó trong dài quá. Bấm nút một cái, đèn sáng khỏi lo ha, anh em an tâm ha. Độ sáng của đèn là anh em khỏi cần lo. Nó đang chế độ radar đó, mình quơ quơ cái nó bật sáng lên 100% nè, thấy không? Rồi bây giờ mình cho nó thấy mặt trời cái là nó tắt nè. Cho nó thấy mặt trời nè. Thấy mặt trời cái tắt nè, thấy không? Đó, bật xuống. Nó không thấy mặt trời nữa, nó sáng lên nè. Đó. Anh em thấy không? Đèn nó hoạt động chuẩn chỉ nha. Chế độ radar cũng đã thực hiện rồi. Bây giờ mình bấm tắt đèn đi. Để mình tắt đèn để mình gói ha. Gói chuẩn chỉ gửi tới cho anh Đặng Phú Tân. Chị Như ha, ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Thôi tới đây mình làm lại cái nữa cho anh em thấy độ sáng của đèn, đèn rất là sáng nha. Anh em mua đèn UFO hay là đèn tất cả những cái gì của Zindian thì anh em cứ gọi là an tâm, hàng Zindian rất là sáng sủa. Sáng mới sủa được nha anh em. Đó, thôi xin chào anh em nào thích mua những cái đèn như thế này hoặc là tất cả những đèn trên kênh mình liên hệ Zalo 0766874311 nha. Thôi hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo, những cái mặt hàng tiếp theo nha. Xin chào anh em. Anh em nhớ cho kênh Miền Tây Solar một cái đăng ký kênh nha anh em.